gan nó xiết cổ. Có này hả? Ôi trời ơi. Chưa tỉnh à? Tỉnh chưa? Ôi trời ơi, Thuấn ơi. Sư đầu gặp rắn to này kìa. Vẫn đang đi cho vịt ăn này, Thuấn nó cổ. Nó ở trên đây nó trường ra. Ôi đồ gặp rắn to thế này. Mẹ ơi. Mẹ cái đầu nó này. Ôi tỉnh thế. Ôi trời ơi. Ôi ngay nó quấn nó cổ thôi. Ôi trời ơi, nó đang ở trên cái dây mình nó chuyển sang đây à. Ôi. Ôi. Đâu nó có thằng tỏ thế này. Dạ quá. Con này là con gì vậy? Chăn thì nóng này. Chăn. Ôi không biết con gì mà nó làm thôi. Nó xít nó có nó quấn. Nhìn to như hủ mâm chúa ấy nhỉ. May mà. Con chó nó đi vào không phải chết ra. Ôi trời ơi. Ôi đôi nó vào trong nhá. Đây đây. Ui sao bắt này đi đâu vậy? Ô bắt này nó ra. Ôi giời ơi, cả nó lại chết khổ đấy. Đi bắt nó lại đi. Ôi cái đầu nó kìa. Đi không chả, tôi rơi cái đầu trăng ra. Ôi.